Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô có trụ sở tại PCT Auto 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Hôm nay thì em Tiến sẽ giới thiệu anh chị và các bạn một chiếc Kia Soluto đời 2020, tên cá nhân một chủ từ đầu các bác nhé. Hoặc là quan tâm liên hệ điện thoại trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình hoặc qua PCT Auto 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Tất cả các xe bán ra bên em cam kết anh chị các bác là xe zin nguyên bản, không đâm va ngập nước gì. Các bác có thể kiểm tra check hãng ở bất kỳ gara nào hoặc bất kỳ đại lý nào trên toàn quốc. Và đặc biệt em khuyến khích các bác khi đi xem xe thì có thể nhờ anh em bạn bè hoặc thợ ở bất kỳ đâu qua bên em để kiểm tra đánh giá về chất lượng xe. Sau đó các bác có thể kiểm tra check hãng bất kỳ gara nào, bất kỳ hãng nào trên toàn quốc các bác nhé. Chiếc xe này thì sơn zin đến 98% các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy là chủ xe cũng rất là chịu chơi, độ được lên cái đèn pha, đèn bi rồi nhá, đèn pha, đèn bi, đèn nét còn rất là sáng mới, không hề bị ố vàng ngập nước hay gì cả các bác nhá. Đây các bác có thể nhìn thấy là bác ấy đã độ được lên cả cái đèn gầm này nữa, độ lên được cả cái đèn gầm này, đèn nét gầm này. Các bác có thể thấy là cái vành xe, cái vành xe, đèn vành, vành đèn vành đèn tay nhá các bác nhá, còn rất là sáng và mới luôn. Lúc con ti tay tật zin nguyên bản theo xe sản xuất 2020 đây nhá. Chiếc Kia Soluto mang ngoại thất màu đen. Đây bác, chủ xe thì cũng đã dán chống xước đầy đủ rồi các bác nhé. Này, các bác nhìn thấy chống xước. Đây, trong này cũng được dán hết chống xước trải sàn đầy đủ nha các bác nhé. Bác nhìn này. Chiếc Kia Soluto đời 2020. Xe thì trang bị camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ các bác nhé. Camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ. Và đặc biệt bác chủ xe, xe độ khá là nhiều đồ. Màn hình, cụp gương, chìa khóa thông minh đây. Cái này nút bấm là mở cốp luôn này các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy có thể mở ra được. Cốp cũng khá là rộng rãi luôn. Với chiếc xe này thì bên em cam kết là zin nguyên bản. Xe này thì sơn zin còn cũng khá là nhiều luôn các bác nhé. Đây các bác là đấy. Xe thì bác chủ xe cũng độ được cả xi nhan gương rồi các bác này. Xi nhan gương nhé, đầy đủ luôn. Sau đây thì em giới thiệu về không gian nội thất của các bác. Hoặc là quan tâm liên hệ điện thoại trực tiếp với em Tiến hoặc qua TCT Auto 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội để xem xe. Sau đây em sẽ giới thiệu anh chị và các bác cái khoang máy của chiếc Kia Soluto đời 2020 các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy tất cả các chi tiết ốc bác này. Zin nguyên bản nhé. Con này bản 1.3 chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. 1.3 8 mấy gọi là 1.4 đi các bác. Số tự động. Hộp số 6 cấp chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Mang ngoại thất màu đen. Cái xe này thì các bác có thể bác chủ xe độ được lên đèn pha, đèn bi, xi lông rồi nhá.
nên phải nói là tất cả các chi tiết xe độ đẽo khá là nhiều đồ. Hoặc là quan tâm liên hệ điện thoại trực tiếp với em hoặc qua TCT Auto 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội để xem xe nhé. Để các bác nhìn thấy tất cả các chi tiết khoang máy vẫn còn rất là sáng và mới. Các bác có thể nhìn thấy cái đèn pha của nó nhé, đèn pha, đèn bi này, đèn độ rồi đấy các bác, độ lên đèn nét, đèn bi, các bác nhìn thấy bi tròn chưa? Hai nữa là đèn gầm, các bác nhìn thấy đèn gầm, đèn nét cũng được độ. Phải nói chủ xe này rất là chịu chơi. Sau đây thì em xin quay chi tiết cái không gian nội thất. Không gian nội thất của nó đã được lên bộ ghế da rồi nhá. Và quan tâm liên hệ điện thoại trực tiếp với em. Này. Bộ ghế da. Thực sự là cái bộ ghế da này rất là hợp với tông màu nội thất. Nhìn chiếc xe trở nên sang chảnh hơn. Các bác có thể nhìn thấy. Các bác nhìn thấy là chủ xe rất là kỹ tính nhá. Đã dán hết chống xước rồi nè. Các bác nhìn thấy. Tất cả các chi tiết này đã dán hết chống xước rồi. Trải sàn đầy đủ. Tất cả các chi tiết chống xước đầy đủ nhá. Ghế da rồi. Ngoài ra thì các bác có thể thấy là bác chủ xe đã lắp được lên cái màn Android nhá. Màn Android. Màn Android rồi. Chìa khóa thông minh nhá các bác nhá. Chủ xe độ được lên chìa khóa thông minh rồi. Camera lùi đầy đủ nhá các bác nhá. Camera lùi đầy đủ. Đây, ngoài ra còn gương cụp điện nhé các bác nhé. Đấy, các bác nhìn thấy gương cụp chưa? Bấm mở gương cụp điện đầy đủ nhé. Nói chung là bản này nhưng mà chủ xe độ được lên cũng tương đối là nhiều đồ. Màn hình Android cam lùi đầy đủ, cảm biến trước sau các bác nhé. Xe có cả tì tay các bác ạ. Tì tay bằng da. Phải nói chủ xe này cũng khá là chịu thương. Có nào quan tâm liên hệ điện thoại trực tiếp với em Tiến qua số điện thoại màn hình hoặc qua TCT Auto 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Tất cả các xe bán ra thì bên em cam kết các bác chịu các bác là zin nguyên bản nhé, không đâm va ngập nước gì. Các bác nhìn thấy keo chỉ zin nguyên bản này. Các bác có thể kiểm tra check hãng ở bất kỳ đâu, bất kỳ đại lý nào trên toàn quốc.